Thông tin thêm về công tác tìm kiếm cứu nạn 5 nạn nhân mất tích trong vụ xe ô tô 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn Khe An, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Trao đổi với VTC14 cách đây ít phút, ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng cho biết, đến thời điểm này thì vẫn chưa tìm được 5 nạn nhân và cũng chưa xác định được vị trí của chiếc xe. Trước đó vào ngày hôm qua, lực lượng và phương tiện tìm kiếm cứu hộ đã được tăng cường tới hiện trường. Với số lượng người tham gia lên tới 350 người, sử dụng thêm đèn chiếu và máy nổ, huyện Nghĩa Đàn đặt quyết tâm tìm bằng được chiếc xe gặp nạn trong đêm qua. Tuy nhiên do trời tối cộng với địa hình dốc, dòng chảy xiết nên công tác tìm kiếm đã phải dừng lại từ lúc 22 giờ 15 phút. Trong buổi tối qua thì ông Trần Văn Ngọ, người may mắn thoát nạn và cũng đang có 5 thân nhân mất tích, còn đã có thể kể lại diễn biến của vụ tai nạn. Tôi định đạp cửa, tức là nó ông Thái bên chạy mạnh quá. Thái ơi, bây giờ mở cửa kính xuống, nếu mở cửa là chết. Mở cửa kính ra để bật, để đưa hai đứa cháu ra, bỏ phải đứa cháu để tôi bật. Hai bà vì con gái ra, để theo tuần tự là mũi đi kéo tóc. Nhưng mà Thái trôi mất thì tôi nghĩ là dư mà vất cháu, thì là dứt khoản là dư mất xác rồi. Tôi chẳng định chết cả nhà đi. Thế bắt đầu trôi xuống là lục cục gì đá. Đó là nghĩ dưới của đá. Đá. Đó, thì là bắt đầu nghe lộp cộp, thì bắt đầu xong là cộng 50 mét thì cả gia đình nghe tiếng uống nước cũng ọc. Nước cả trong cái xe tôi đau đớn là uống nước. Rồi bắt đầu xong đến tôi đến chiều mai vào khoảng 15-20 mét thì bắt đầu tôi uống. Uống để chờ một cơn chết, tôi có nghỉ trung tâm là bảo thôi tôi chết luôn. Trong cả nhà ta nói mẹ ơi, ta chết cả thông gia, cả con trong nhà nữa, tôi xem. Ngày hôm nay sẽ có thêm lực lượng cano của Công an tỉnh Nghệ An tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng nhận định, việc tìm kiếm có thể còn khó hơn do đêm qua trời mưa, mực nước đã dâng thêm khoảng 3 đến 4 mét so với đỉnh của ngày hôm qua. Thời điểm này thì mực nước cao hơn mặt tràn là 7 mét.